Đức Giêsu thấy ông Natanael tiến về phía mình, liền nói với ông rằng: "Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Natanael hỏi người: "Làm sao ngài lại biết tôi?" Đức Giêsu trả lời: "Trước khi Philip-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Natanael nói: "Thưa thầy, chính thầy là con Thiên Chúa, chính thầy là vua Israel." Đức Giêsu đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả nên anh tin. Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh sẽ thấy trời rộng mở và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên con người." Anh chị em thân mến, hôm nay thứ Năm, ngày 29 tháng 9, chúng ta mừng lễ các tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael. Trong kinh Tin Kính, chúng ta đọc mỗi Chúa Nhật, chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình vào Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình. Các thiên thần thuộc về thế giới vô hình. Dù chúng ta không bao giờ thấy thiên thần nào, nhưng chúng ta có thể chắc chắn rằng các thiên thần vẫn đang hiện diện và liên hệ mật thiết với đời sống của chúng ta. Do đó, trong sách giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng từ lúc sinh ra cho đến lúc chết, các thiên thần luôn gìn giữ và cầu bầu cho chúng ta. Và những thiên thần là ai? Các ngài làm gì? Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong một bài giảng đã nói rằng thiên thần là một tạo vật hiện diện trước mặt Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa. Cả ba tổng lãnh thiên thần Michael, Gabriel và Raphael đều kết thúc với từ En, có nghĩa là Thiên Chúa. Như vậy trong bản chất và trong tên của các thiên thần có ghi dấu Thiên Chúa. Như vậy bản chất của các thiên thần là hiện hữu trước mặt Thiên Chúa và vì Thiên Chúa. Các ngài là những sứ giả của Thiên Chúa. Vì thế khi chúng ta nói về các thiên thần, chúng ta nói về sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nói đến sự hiện diện của các thiên thần lên lên xuống xuống trên con người. Đó là một dấu chỉ về sự hiện diện của Thiên Chúa trên con một của Ngài là Đức Giêsu. Lễ các tổng lãnh thiên thần, chúng ta tập trung vào ba đấng, đó là Michael, Gabriel và Raphael. Michael là một chiến binh, ngài dẫn đầu đạo binh của Thiên Chúa chống lại Satan. Còn Gabriel là sứ giả của Thiên Chúa loan báo cuộc hạ sinh của Đức Giêsu cho Đức Maria. Còn Raphael trong Cựu Ước được nhắc đến như là người đã bảo vệ Tobia trên hành trình của ông và đã chữa lành cho cha của Tobia khỏi bệnh mù lòa. Những câu chuyện liên quan đến các tổng lãnh thiên thần chúng ta mừng lễ hôm nay nhắc cho chúng ta thấy về sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta. Quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện nơi sự hiện diện của các ngài. Và quyền năng ấy giúp cho chúng ta vượt qua những thử thách, vượt qua những cám dỗ trong đời sống của chúng ta. Vì thế, khi chúng ta mừng lễ các thiên thần hôm nay, chúng ta hãy nhớ đến quyền năng của Thiên Chúa đang được thể hiện nơi đời sống chúng ta. Các thiên thần luôn hiện diện, luôn bảo vệ chúng ta trong đời sống của chúng ta.